Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội Giáo họ Cống Thượng lần đầu tiên mừng lễ quan thầy Đức Mẹ Mân Côi Giáo họ Cống Thượng, một giáo họ nhỏ bé trong đại gia đình giáo xứ đoan nữ, lần đầu tiên trong giai đoạn hiện đại, đã được hân hoan tổ chức mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi quan thầy vào sáng thứ nhật ngày 7 tháng 10 năm 2018. Mặc dù là một giáo họ được hình thành từ rất lâu, song vì thời cuộc, giáo họ cống thường bị mai một gần hết, hiện chỉ còn hơn 80 nhân dân. Tham dự thánh lễ hôm nay, ngoài thành phần dân chúa từ khắp các giáo họ, giáo sứ láng giềng, giáo họ cống thường còn vân dự được đón tiếp sự hiện diện đặc biệt của cha cố gia cô bê Nguyễn Văn Tập. Dù đang dưỡng bệnh, Ngài cũng về dự lễ để khích lệ đời sống đức tin cho giáo họ. Mở đầu, hội kèn đồng và cồng chiêng giáo sứ suy xá, trội nhạc tôn kính mẹ làm cho bầu khí thêm trang trọng và rộn ràng. Tiếp đến, cha chủ tế du xe Vũ Đức Phán, sông hương kiểu Đức Mẹ và mời gọi mọi người, trong khi đi rước kiểu quan làng, hãy dùng tràng kinh mân côi mà tôn vinh mẹ. Sau cuộc rước, các chị em ca đoàn giáo sứ đoan nữ dâng những tràng hoa mân côi thể hiện tấm lòng yêu kính và biết ơn mẹ, vì muôn ơn làn mẹ đã chuyển cầu trước ngai tòa thiên chúa cho mọi người, cắt riêng cho đoàn con nhỏ bé giáo họ cống thượng. Sau đó, cộng đoàn cùng sốt sắng bước vào thánh lễ trong niềm hân hoan khôn tả